Vâng, xin chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh truyền thông Công ty Nội thất Bảo Long. Thì đây là video đầu tiên trong năm mới của năm 2024. Thì em cũng kính chúc cho tất cả những chủ đầu tư và những đối tác Công ty Nội thất Bảo Long và những người đang xem chương trình này một năm mới an khang thịnh vượng và nhiều sức khỏe. Hiện tại thì em đang có mặt tại huyện Cao Phong của tỉnh Hòa Bình. Đấy, thì hôm nay anh em Công ty Nội thất Bảo Long lên đến đây để gọi là tới khảo sát một công trình. Đấy, thì đây là một công trình mà phòng hát karaoke cũng đã hoạt động được rất lâu rồi. Thì theo như chia sẻ của chủ đầu tư ấy, thì đã hoạt động được khoảng 10 năm nay rồi, từ năm 2014. Đó, thì chú đang có mong muốn nâng cấp từ những cái mẫu phòng cũ. Đấy, thì em có thể để hình ảnh bên này, từ những mẫu phòng cũ lên những cái mẫu phòng mới nhất của năm 2024. Đấy, thì trong video lần này thì em với các bác sẽ cùng đi ôn lại kỷ niệm một chút. Chúng ta sẽ cùng vào để trải nghiệm lại cái không gian của những mẫu phòng cũ một chút, xem là hiện tại, hiện trạng của những mẫu phòng đấy sau khoảng 10 năm sử dụng thì nó đang như thế nào. Và cùng với đấy, ở cuối video thì em sẽ cung cấp cho các bác những cái mẫu phòng mới nhất của năm nay, những cái mẫu phòng mà có những cái mức giá cực kỳ là hợp lý và cực kỳ là tốt để các chủ đầu tư có thể đầu tư trong năm 2024 này. Đấy, để làm sao mà chúng ta có thể thu hồi vốn nhanh và có cái lợi ích về kinh tế một cách sớm nhất. Rồi, bây giờ thì MC Nhật Nam thì sẽ xin phép các chủ đầu tư cùng đi vào để quan sát và trải nghiệm những cái mẫu phòng của 10 năm trước, xem là bây giờ hiện tại nó như thế nào. Ok, xin mời các bác. Rồi, ok, rồi, xin mời các bác vào trong này. Đấy, thì đây là cái không gian phòng hát karaoke của chúng ta vào một thập niên trước. Đó, một không gian phòng hát nói chung là cũng là những cái rất là ký ức của em khi hồi những cái năm cấp 2, cấp 3 ấy. Thì đây là một trong những cái phòng hát gọi là cũng rất là đẳng cấp, cũng rất là VIP ở cái thời điểm đấy rồi. Đấy, tuy nhiên thì với những cái quy định, những cái thông tư mới của nhà nước đưa ra ấy, thì phòng hát này thì thực sự là nó không còn đảm bảo nữa. Vậy nên các bác chủ đầu tư mới muốn nâng cấp lên những cái mẫu mới, những cái mẫu mà đầy đủ giấy tờ kiểm định. Đấy, sử dụng những cái vật liệu chống cháy. Thì với phòng hát này thì chúng ta có thể quan sát thấy là những cái vật liệu ngày xưa mà chúng ta sử dụng, như là ở đây cho em có phần da này. Đấy, da nỉ hay là những cái khối, đặc biệt là những cái khối đèn vô cực. Đó, những cái khối đèn vô cực thì là một trong những cái thiết kế gọi là đẳng cấp nhất ở cái thời điểm đấy. Thì phòng hát này như em thấy là vẫn đang sử dụng được rất là bình thường. Đó, thì có thể công nhận là những cái thời điểm ngày xưa, những cái anh thợ gia công hay là những cái vật liệu mà chúng ta sử dụng rất là bền bỉ, đúng không ạ? Đó, tuy nhiên thì với cái màu sắc này, với cái phong cách này thì nó đã rất là cũ rồi, nó cần phải nâng cấp lên. Đấy, nó cần phải đổi mới, nó cần phải mang một cái màu sắc gì đấy nó tươi trẻ và nó lộng lẫy, nó sang trọng hơn. Đó, thì ngoài ra thì em có thể quan sát thấy là những cái phần như là trần này cũng rất là đơn giản thôi, làm từ mica và dán đề can lên, sau đó là khoét những cái phần đề can ra để lộ ra cái phần đèn và làm cái phần đèn xuyên sáng. Hay là ở đây chúng ta có phần mặt sàn nữa, nhưng mà cái mặt sàn này là có ánh sáng nhá. Đấy, nhưng mà sau thời gian sử dụng thì nó cũng đã chết đèn rồi, không còn ánh sáng nữa. Đó, thì đúng là với những cái mẫu như này thì chắc chắn bên trong là sẽ có phần cũng có phần cách âm là bông khoáng, mút, hay là những cái phần nền sẽ là sử dụng là gỗ ép. Đấy, tuy nhiên ở thời điểm 2024 đấy thì chúng ta không được sử dụng những cái phần đấy nữa, bởi vì những cái phần vật liệu đấy là những phần vật liệu tương đối là nguy hiểm. Đấy, chúng ta sẽ phải nâng cấp lên là những cái vật liệu năm nay mà chúng ta có thể sử dụng và bên em có thể cung cấp đầy đủ giấy tờ cho các bác, sẽ bao gồm như là MGO này, bông khoáng Rockpool này, inox này. Đó, đấy là những cái phần vật liệu cực kỳ quan trọng trong phòng hát. Nó chiếm đến tầm khoảng 90% những cái vật liệu trong phòng hát, thì cái đấy các bác yên tâm, khi các bác làm bên nhà em thì bên em sẽ cung cấp đầy đủ. Đó, còn bây giờ thì đấy, cho các bác trải nghiệm lại cái không gian một chút. Đấy, để chúng ta cùng nhìn nhận lại những cái mà ngày xưa chúng ta làm như nào, đúng không ạ? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần quan trọng nhất là cái mẫu phòng. Đó, em sẽ giới thiệu cho các bác những cái mẫu phòng mà bên em đã thi công trong năm 2023 và đã được hoạt động rồi. Đấy, thì mời các bác hãy cùng tham khảo những cái mẫu phòng này. Tất cả những cái mẫu phòng mà em giới thiệu thì đều đang có mức giá rất tốt để các chủ đầu tư có thể sử dụng và hoạt động đầu tư trong năm 2024. Và thậm chí là những mẫu phòng này các bác có thể hoạt động từ 5, 6 đến 10 năm nữa, thì những cái thiết kế này nó cũng không thể nào mà nó lỗi thời được. Đó, và cái mức giá em đưa ra sẽ là cái mức giá mà đã bao gồm tất tần tật cả bàn, ghế, cửa, thi công, cách âm. Nói chung là các bác vào, khi mà các bác vào phòng thì chỉ cần lo cho em cái phần là loa đài, TV, hệ thống karaoke và hệ thống LED moving thôi. Rồi, ok, bây giờ xin mời các bác cùng tham khảo những mẫu phòng của em.
Rồi các bác thấy những mẫu phòng em vừa giới thiệu như thế nào? Các bác có yêu thích những mẫu phòng đấy không? Hay là các bác cần những cái gì? Chúng các bác muốn chỉnh sửa gì như ở những mẫu phòng đấy thì có thể comment ở phía dưới bài viết, hoặc có thể liên hệ trực tiếp đến hotline của công ty em là 0931 252 333 để đội ngũ bán hàng của Nội thất Bảo Long sẽ tư vấn và giúp các bác tìm ra những mẫu phòng ưng ý với một khoản đầu tư hợp lý. Đừng quên để lại cho Nội thất Bảo Long một like và một subscribe để có thể đón chờ những chương trình hấp dẫn tiếp theo. Cảm ơn các bác đã xem video. Bảo Long đem lại giải pháp đầu tư hiệu quả nhất.